cụ thể có thật Becoming Witch 2022, còn có tên khác là The Witch is Alive, là bộ phim thuộc loại chính kịch hài đen của Hàn Quốc. Tác phẩm do Kim Yoon Chun chịu trách nhiệm chỉ đạo với sự tham gia của các diễn viên như Lee Jury, Lee Min Young, Yoon So Ji. Phim là câu chuyện ba người bạn đến từ những hoàn cảnh khác nhau, họ gặp phải kẻ thù mà họ muốn giết. Gomari là một bà nội trợ có cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái. Khi cô ấy phát hiện ra người bạn đời của mình ngoại tình, cô ấy đã tìm một giải pháp thay thế để kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Còn Jae Hee-soo là một cô dâu trong một gia đình tài phiệt. Cuộc sống hôn nhân của cô không suôn sẻ. Cô không chỉ phải chịu mẹ chồng, người đau khổ về thể xác và căn bệnh Alzheimer, cô cũng phải chịu đựng sự thờ ơ lạnh nhạt của chồng đối với cô khi phải vật lộn để mang thai. Một ngày nọ thì mẹ chồng của Hee-soo đưa ra một lời đề nghị đáng sợ nhưng đầy hấp dẫn. Con chồng của Jang Jin-ah là một người xấu. Sau khi chết, Jin-ah thu được một số tiền đáng kể từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình. Với số tiền đó thì cô có thể tận hưởng một lối sống mà trước đây cô không quen. Thay vì vậy thì cô lại luôn canh chừng, lo lắng sợ ai đó sẽ lấy mất nó. Nghe qua câu chuyện thì chắc nhiều bạn sẽ thấy nó giống với bộ phim Why Woman Kills của Mỹ rồi. Hãy thử xem hương vị Hàn khác hương vị Hollywood như thế nào. Cùng điểm qua dàn nhân vật trong phim, Lee Jury là một nữ diễn viên có thực lực, chuyên trị và phản diện trong nhiều bộ phim Hàn. Vì vậy mà tên tuổi cô từng gắn liền với biệt danh là ác nữ quốc dân. Cô sinh năm 1980 trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Seoul, Hàn Quốc. Cô bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật thông qua những vai diễn không tên trong một số phim như Best Theater, Hyojun từ năm 1999. Hai năm sau thì nữ diễn viên chính thay đổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp với vai phụ trong bộ phim School 4 2001. 10 năm tiếp theo thì Lee Jury miệt mài đóng phim nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng. Bước ngoặt chỉ đến khi cô nhận lời tham gia bộ phim Twinkle Twinkle, Ước mơ lấp lánh của đài MBC vào năm 2011. Tác phẩm lấy đề tài gia đình này đã đưa tên tuổi của Lee Jury đến gần hơn với công chúng. Tận dụng danh tiếng có từ bộ phim trên thì Lee Jury tiếp tục bứt phá ở tác phẩm truyền hình nổi tiếng Trái tim trong sáng. Vai phản diện Jeong Min-jung đã khẳng định năng lực cũng như độ chín trong diễn xuất của cô. Tiếp theo là Lee Min-young, thường được biết đến với nghệ danh là Min, là một ca sĩ thần tượng và diễn viên người Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment. Trước khi tham dự lần đầu với Miss A, Min đã có được sự chú ý tại Hàn Quốc và một phần ở Hoa Kỳ khi trở thành người được Lee Jong bảo trợ. Cô từng được biết đến qua các bộ phim Hàn Quốc truyền thoại một thời như Anh em nhà bác sĩ. Tuy không phải một cái tên đình đám nhưng cô đã có một gia tài phim ảnh cực kỳ khủng khi bắt đầu sự nghiệp từ năm 4 tuổi. Thế nhưng những gì người ta nhớ về Min Young lại chủ yếu xoay quanh cuộc hôn nhân ngắn nhất của giới K-pop. Cuối cùng là Yoon So Ji, là một nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô xuất hiện lần đầu với tư cách là một người mẫu in ấn và thương mại. Sau đó bắt đầu đóng vai chính trong bộ phim hành động Seongwan Arahan của Ryo vào năm 2004. Tiếp theo là Shadowless War vào năm 2005. Yoon đã đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình gồm Goodbye Solo, Glass Castle, Hero và Warrior Bay Dong Su. Bước chân vào làm phim ảnh với xuất thân là người mẫu, song trái với vẻ bề ngoài, Yoon So Ji lại cực có duyên với những vai đàn nữ. Tuy nhiên gương mặt góc cạnh cùng lối diễn xuất đầy nhiệt huyết vẫn chưa đủ để tên tuổi cô được chú ý rộng rãi. Chỉ đến sau khi những bộ phim như Chiến binh Baek Dong-su, Anh hùng thời đại, Người đẹp họ Yoon mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của đạo diễn mật danh Aris. Và từ đây thì cái tên Yoon So Ji được nhớ đến cùng với vai diễn đầy cá tính trong phần 2 của tác phẩm đình đám này.